Vì vậy là tôi cũng chọn van nó màu xám như này. Các bạn có thể thấy nó rất là phù hợp với màu của mình. Đấy, các bạn có thể thấy khi mà lốp non hơi thì cái cảnh báo nó đã hiển thị lên. Một trong những cái lợi ích lớn nhất của cái việc sử dụng ở trên điện thoại đấy chính là việc cài đặt đảo lốp. Kính chào các bạn. Nối tiếp thành công của dòng cảm biến áp suất lốp i3 rất nổi tiếng trên thị trường, iCam Việt Nam đã tiến thêm một bước nữa. Đó là chúng tôi đã thành công trong việc nghiên cứu và sản xuất ra một bộ cảm biến áp suất lốp dành cho Mercedes. Chúng tôi xin nhắc lại, đây chính là do iCam Việt Nam nghiên cứu và chế tạo. Bộ cảm biến áp suất lốp i3 của iCam Việt Nam rất là tiện lợi, thì ngoài việc hiển thị zin ở trên đồng hồ tablo, nó còn có thể cài đặt ở trên điện thoại, giúp cho người dùng rất là tiện dụng. Mỗi khi đảo lốp, khớp lốp là có thể sử dụng chính cái điện thoại của mình để đảo lại van mà không cần phải đi ra hãng để khớp lại lốp. Và video clip ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn bộ i3, nó hoạt động ở trên chiếc xe GLC 2020 này. Dòng cảm biến áp suất lốp i3 Go Series dành cho Mercedes thì chúng ta có thể lựa chọn cái màu van ở đây là có màu trắng hoặc là màu xám, thì tùy từng cái xe của mình, cái vành của cái xe của mình mà chúng ta lựa chọn cái màu van cho nó thích hợp. Đây, như cái con GLC 200 2020 này thì cái vành của nó màu xám. Vì vậy là tôi cũng chọn van nó màu xám như này. Các bạn có thể thấy nó rất là phù hợp với màu của vành. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn về bộ cảm biến áp suất lốp i3 Go Series, cái hộp của nó như thế nào. Thì đây là cái hộp của i3 Go Series. Thì mỗi một cái hộp i3 này đều có một cái mã. Đây chính là cái mã số của bộ cảm biến cũng như để bảo hành cho các bạn. Các bạn lưu ý nhé, bộ i3 Go này được bảo hành 4 năm. Và trong hộp có thứ nhất là đây là cái hướng dẫn sử dụng của bộ i3. Các bạn có một cái thẻ. Các bạn có một cái thẻ, đây chính là cái thẻ bảo hành VIP. Ở trên thẻ này cũng có mã số giống như cái mã số ở trên vỏ hộp. Và các bạn lưu ý nhé, cái bảo hành này các bạn sẽ được bảo hành 4 năm và được hưởng chế độ bảo hành tận nơi. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cục tổng cảm biến và 4 van. Cái cục tổng cảm biến này, đây là cục tổng cảm biến của i3 Go Series. Và ở trên tổng này nó cũng có một cái tem với số series trùng với số series ở trên thẻ bảo hành cũng như là trên hộp. Chúng ta có 4 van cảm biến. Dưới hộp này đây là một cái hộp đựng dây của bộ cảm biến áp suất lốp này. Các bạn lưu ý nha, đây là dây với rắc kết nối hoàn toàn zin với xe, chúng ta sẽ không phải chế cháo gì cả. Bây giờ ta sẽ vào trong xe để xem cái bộ cảm biến này nó hoạt động. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái xe này ở trên tablo không có cái gì, rất là gọn gàng, và cảm biến áp suất lốp hiển thị ở đây trên đồng hồ của xe. Đây các bạn có thể thấy cái thông số về áp suất lốp của xe, đây 230 kPa là thông số áp suất lốp. Ngoài ra đối với dòng mẹc thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cả cái thông số về nhiệt độ 30 độ C, 29 độ C, đây là tùy từng bánh. Và cái cảm biến áp suất lốp này nó hiển thị luôn ở trên đồng hồ của xe. Mình cũng có thể mình điều chỉnh được cái nhìn, tức là chúng ta có thể nhìn cái màn hình của áp suất lốp hoặc chúng ta có thể nhìn màn hình khác. Đây, như cái vô lăng này tôi ấn vào nút back này, quay lại. Đấy thì nó sẽ chuyển sang cái màn hình khác. Đây, ví dụ như là chúng ta đi xe bình thường, chúng ta cũng có thể nhìn các cái thông số về tốc độ xe, về một lượng tiêu thụ của nhiên liệu, vân vân. Thế khi mà chúng ta muốn nhìn áp suất lốp thì chúng ta sẽ có thể quay về cái màn hình service. Đây, vào mục tire. Và chúng ta sẽ nhìn thấy thông số áp suất lốp ở đây. Thế thì cái thông số áp suất lốp nó hiển thị như này rồi. Đây là các thông số bình thường. Thế khi mà lốp bị non hơi thì nó sẽ thông báo như thế nào? Thì tôi có thể thử cho các bạn để xem luôn. Ở đây mình sẽ để một cái màn hình khác, không phải là màn hình áp suất lốp nữa. Giả sử mục chip, tức là chúng ta xem cái thông số về, đây ví dụ tôi để màn hình này đi, về tiêu thụ xăng, về cái km đi được, để như này. Thế bây giờ tôi sẽ nhờ một người xì hơi để chúng ta biết được xem là khi mà lốp nó non hơi thì nó sẽ thông báo, cảnh báo như thế nào.
Đấy, các bạn có thể thấy khi mà lốp non hơi thì cái cảnh báo nó đã hiển thị lên 180 là thành màu đỏ. Đây, các bạn có thể thấy cái dòng i3 thì ngoài việc hiển thị ở trên đồng hồ của xe thì nó có thể hiển thị cả trên cái điện thoại khi mà mình kết nối. Một trong những cái lợi ích lớn nhất của cái việc sử dụng ở trên điện thoại đấy chính là việc cài đặt đảo lốp. Đây, chúng ta trên màn hình điện thoại mình vào đảo lốp này, tôi đảo lốp trái trước, trái sau. Ok. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên đồng hồ của xe nó cũng đảo từ vị trí từ đằng trái trước sang trái sau. Tương ứng với trên điện thoại. Cái điều này rất là tiện bởi vì mỗi khi chúng ta đi bảo dưỡng, đảo lốp thì chúng ta chỉ việc lấy điện thoại ra và đảo lại rất là tiện lợi chứ không cần thiết phải vào hãng để mà đảo lại bằng các thiết bị chuyên dụng của hãng. Một trong những cái lợi ích của hiển thị trên điện thoại nữa chính là cái việc mà chúng ta có thể kiểm tra được cái áp suất khi mà mình đang bơm xe ở ngay ngoài xe. Như này là tôi mở điện thoại ra và tôi có thể xem được. Không cần thiết phải thỉnh thoảng chạy lên ngó cái đồng hồ của xe để xem là cái bơm của mình nó đã bơm đủ hơi rồi hay chưa. Như vậy là đã đủ 2,4 cân mà mình có thể ngắt bơm. Để mà sản xuất được bộ cảm biến áp suất lốp dành cho Mercedes, IK Việt Nam đã mất công nghiên cứu đến gần 1 năm nay. Và chúng tôi đã phải sử dụng những cái nguyên liệu rất là cao cấp, đặc biệt là con chip nó được xuất phát từ Đức. Thành công trong việc nghiên cứu và sản xuất cảm biến áp suất lốp dành cho Mercedes chính là một bước tiến rất lớn của IK Việt Nam, để sau này chúng tôi có thể làm ra các bộ cảm biến áp suất lốp dành cho những cái xe khác, phục vụ cho nhu cầu của người Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm của IK Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.